Xin chào các bạn đã đến với Thuận Cáp video ngày hôm nay Ngày hôm nay là ngày 9 tới tháng 8 năm 2020 là ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ Lúc mà các bạn xem video này có thể đã là ngày thứ hai tại Việt Nam ngày 10 tây tháng 8 Thì trong video này tôi muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ một số những cái thông tin cập nhật liên quan đến thị trường crypto với các bạn cũng như là cập nhật thêm một số những thông tin mới nhất liên quan tới những gì mà chúng ta đã đề cập tới trong tuần Thì các bạn thấy là nhìn vào tình hình chung ngày hôm nay thì các bạn thấy là giá cả là đi xuống nhưng mà đi xuống không nhiều những đồng lớn ngày hôm nay khi so sánh với là USD thì BTC bây giờ là vẫn là 11.674 đô vẫn còn rất là cao nhưng mà đã xuống 0,58% Ethereum thì xuống 1%, XRP thì xuống khoảng chừng là dưới 2% Thì các bạn thấy được là những đồng lớn ngày hôm nay thì đi xuống nhưng mà đi xuống không có mạnh Những đồng nhỏ thì rất rõ ràng là có nhiều đồng đã có nhiều sự đột phá về mặt giá cả như là Chainlink đã lên tới 13 đồng 75 cent lúc mình đang làm video này Đây là một cái sự tăng trưởng mà À, cũng rất là bất ngờ cùng chúc mừng những bạn nào mà đã lưu trữ chainlink từ bấy lâu nay các bạn thấy là ngoài thị channeling chainlink thì Leo, à, một số những đồng nhỏ khác như là vest cũng có sự tăng trưởng và các bạn thấy được là khi chúng ta đổi qua thành so sánh với lời đồng btc thay vì so sánh với loại đồng đô la thì so sánh giá cả các đồng với lại BTC thì các bạn sẽ thấy được là những đồng lớn ngày hôm nay thì cũng có cái sự xuống giá so với BTC nhưng mà những đồng nhỏ hơn thì thường refresh lại để các bạn thấy rõ hơn là những đồng nhỏ hơn khi mà so sánh với lại BTC thì nhiều đồng nhỏ bây giờ là vẫn có một cái sự tăng trưởng như các bạn thấy trên màn hình thì trong tuần tới đây một số những thông tin mà thường cảm thấy là quan trọng các bạn cần phải quan tâm đến đó chính là thông tin liên quan tới thị trường chứng khoán sẽ phẩm như thế nào đối với những gì mà Tổng thống Trump đã làm ngày hôm qua nhiều bạn có đã biết là ngày hôm qua thì tổng thống Donald Trump đã ký bốn lệnh và bốn lệnh này là liên quan đến tiền thất nghiệp và liên quan tới một số những cái điều mà dùng để hỗ trợ người dân của Hoa Kỳ thì các bạn thấy sau khi mà ký bốn lệnh này những chi tiết thường đã đề cập đến trong cái video số 9 và của trang đầu thuận Capital Official như mà nào mà muốn theo dõi channel này thì cái link sẽ nằm ở phía dưới video này để các bạn bấm vào để mà theo dõi thì hôm nay thì sẽ đăng thêm một cái video đó chính là video số 10 à, giải thích thêm một số những thông tin chi tiết liên quan tới bốn lệnh được ký bởi tổng thống Donald Trump là như thế nào tại vì các bạn thấy là bốn lệnh này khi mà mọi người tìm hiểu kỹ hơn thì nhiều người bây giờ cho là bốn lệnh này là giúp đỡ người dân tạm thời và rất hạn chế chứ không phải là kế hoạch lâu dài vì lý do đó các bạn thấy là thị trường chứng khoán ngày hôm nay khi mà mở cửa thị trường hợp tương lai à, thì hầu như là bằng phẳng có nghĩa là các bạn thấy là những chỉ số như là chỉ số Dow Future thì xuống 0,09% chỉ số S&P Future thì xuống 0,10% và chỉ số Nasdaq Future thì xuống 0,13% coi như là cũng bằng phẳng chúng ta hãy chờ đợi của ngày mai chứng khoán mở cửa như thế nào và thị trường chứng khoán vàng và BTC thì lại tiếp tục có cái sự quan hệ lớn nhau cho nên ta cần phải tiếp tục theo dõi thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ thì các bạn thấy được là những cái tuần trước đây thì các bạn thấy là khi mà chứng khoán Hoa Kỳ mở cửa đi lên thì đi xuống thì có ảnh hưởng đối với giá cả của BTC kỳ này thì mở cửa là đi hàng ngang và các bạn thấy là BTC khi chúng ta nhìn vào BTC so sánh với là USD thì ngày hôm nay các bạn cũng đang thấy là đi xuống nhưng mà chỉ là 0,5% chúng ta hãy nhìn vào một tài liệu khác tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là tài liệu liên quan đến thị trường BTC và tổng số vốn hóa của ngân hàng Bank of America BAC thì các bạn thấy được là Bank of America là một cái ngân hàng rất là lớn tại Hoa Kỳ thậm chí là ở nhiều quốc gia trên thế giới. Thường thấy là hình như là ở Việt Nam cũng có một số những chi nhánh của Bank of America. Thì điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đây là khi mà chúng ta nhìn vào tổng số vốn hóa của Bank of America thì Bank of America bây giờ là 226 tỷ vốn hóa so với lại BTC, các bạn thấy nhìn vào trong web CoinGecko thì BTC bây giờ là 215 tỷ. Các bạn thấy là khoảng cách giữa 215 tỷ và 226 tỷ, khoảng cách là cũng không có xa lắm chỉ cần BTC tăng thêm khoảng chừng là một phần nhỏ là các bạn sẽ thấy được là vốn hóa sẽ hơn cả Bank of America. Và cách đây không chỉ một tuần, chúng ta cũng đã chia sẻ tài liệu là vốn hóa của Bitcoin Còn hơn cả Coca-Cola hay là Intel Mặc dù là các bạn thấy được là BTC chỉ mới ra đời chỉ có 11 năm Và trong vòng 11 năm qua là Bitcoin chỉ mới bắt đầu được nhiều người biết đến Chứ không phải là hiểu đến, nhiều người biết đến BTC là chỉ có chừng là 2-3 năm nay Nhưng mà các bạn thấy trong thời gian ngắn ngủi mà Bitcoin vốn hóa lại gần bằng Ngân hàng Bank of America mà nó hơn cả công ty Coca-Cola và Intel Đây là một điều thường cảm thấy là không ai có thể là tưởng tượng được và tương lai BTC có thể tăng trưởng đến cỡ nào không ai có thể đoán được nhưng mà Thuận thì rất có lòng tin như các bạn đã biết là Thuận rất tin tưởng là thị trường crypto, nhất là BTC với những đồng lớn sẽ có tương lai rất là sáng lạng và chúng ta chỉ mới bắt đầu bước vào một thời kỳ tăng trưởng kế tiếp đối với Thuận chúng ta vẫn đang trong năm 2016 có nghĩa là cái sự tăng trưởng mạnh còn, còn rất là xa chúng ta vẫn bắt đầu chỉ mới di chuyển và bắt đầu đi lên trong một đợt tăng trưởng kế tiếp thì các bạn thấy à, điều kế tiếp Thuận muốn chia sẻ với các bạn đó chính là liên quan đến cập nhật đồng Ethereum Classic thì trong tuần này chúng ta cũng đã nói tới Ethereum Classic đã bị tấn công 51% hai lần Và lần thứ nhì chúng ta đã nói là lúc đó thằng chia sẻ là không biết được lần thứ nhì Thì tấn công đã bị mất bao nhiêu tiền Và cuối cùng thống kê là bị mất uh, 1,68 triệu đô la tổng cộng Và cái người tấn công đã có thể là reorg những cái khối lợi cái Thay đổi vị trí những cái khối lên tới uh, 4.236 khối người mà nào mà không hiểu thương đang nói gì thì các bạn có thể tìm hiểu rõ ràng hơn khi chúng ta nhìn vào chi tiết thường chia sẻ trong cái video 666 liên quan tới tìm lại bị tấn công 51% và các bạn thấy là cách đây hơn một năm để à, thường coi coi video này video 276 Các bạn thấy là à, ngày 7 tây tháng 1 năm 2019 Thường làm cái video chia sẻ về tiền plastic đang bị tấn công 51% Có nghĩa là trong vòng khoảng chừng là 2 năm qua E-team Classic đã bị tấn công 51% là 3 lần liên tục 3 lần liên tục à, Và các bạn thấy tuy là bị tấn công 3 lần Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào giá cả của item Classic thì giá cả thực sự mình nói là không có dao động nhiều lắm cho bạn thấy trong vòng 7 ngày qua mặc dù là bị tấn công 51 phần hai lần các bạn thấy là 7 ngày qua thì giá cả xuống có 12 phần trăm đây là một điều mà có thể nhiều người cũng thấy rất là khó hiểu tại sao một đồng mà bị tấn công 51 phần trăm mà giá cả lại không đi về hướng con số 0 và các bạn thấy là trước đây năm 2017 thì rất nhiều người nói là chỉ cần một hệ thống pre Work nào bị tấn công 51 phần trăm thì hệ thống đó là sẽ chở về con số 0 điều đó là hoàn toàn là không đúng các bạn thấy là ngoại trừ tiền Classic ra Có rất nhiều những đồng khác Như là Bitcoin congo thần nhớ Cũng như là một số những đồng khác cũng bị tấn công 51% nhưng mà giá cả các bạn thấy là vẫn có Và bây giờ vẫn còn tiếp tục Nằm trong cái nhóm là thấp 100% thì đây là những gì liên quan tới Ethereum Classic thì muốn chia sẻ với các bạn Các bạn có thể xem cái video 666 để hiểu rõ hơn Cũng như là xem video 276 về cái đợt tấn công uh, hồi tháng 1 năm 2019 Và để hiểu rõ hơn về tấn công 51% như thế nào thì các bạn có thể xem video 112 Thường đó làm hồi tháng 6 năm 2018 liên quan đến tấn công năm phần trăm như thế nào à, đương nhiên các bạn cũng đã biết là đây là một channel về tài chính thường cũng không phải là dân công nghệ nhưng mà cũng à, muốn chia sẻ những cái khái niệm căn bản liên quan đến thị trường này cũng như là những rủi ro khi các bạn muốn tham gia vào thị trường crypto các bạn cần phải hiểu những rủi ro là nằm ở đâu à, kế tiếp thì những bài nào mà đã lưu trữ đồng link đầu tư đồng Chainlink link từ bấy lâu nay thì chúc mừng các bạn tại vì các bạn cũng đã thấy cái sự tăng trưởng và giá cả của đồng Chainlink link à, là rất là cao trong thời gian gần đây công ty Mizari thì thông báo là cái khối lượng giao dịch ở trên sàn Coinbase Pro à, ngày hôm qua trong vòng 24 tiếng đồng hồ của Chainlink đã là 163 triệu đô la tổng cộng so với lại cái khối giao dịch của Bitcoin trên sàn Coinbase Pro chỉ có 96,48 triệu có nghĩa là cái khối giao dịch của sàn Chainlink còn nhiều hơn là Bitcoin lên tới 70% ở trên sàn Coinbase Pro. Đương nhiên là các bạn thấy là đây là trên sàn Coinbase Pro chứ không phải là Coinbase bình thường Coinbase Pro là một cái sàn giao dịch của Coinbase mà các bạn có thể là giao dịch đặt những cái lệnh stop loss đồ Còn Coinbase bình thường là cái à, ứng dụng mà các bạn có thể sử dụng trên điện thoại để mà mua bán Bitcoin, Ethereum chẳng hạn Nhưng mà đây chỉ là cái thống kê của sàn Coinbase Pro Khi chúng ta nhìn vào tất cả các sàn cộng lại thì các bạn thấy được là trên quốc tế thì cái khối năng dịch của LINK trong vòng 24 tiếng hồi vừa qua là 3,3 tỷ đô la chỉ là 17% của tổng số lượng BTC giao dịch uh, trong tất cả các sàn quốc tế là tới 17,5 tỷ đô la thì mình thấy được là Chainlink chỉ cái khối lượng giao dịch chỉ là 17% của Bitcoin nhưng mà trên sàn Coinbase Pro ngày hôm qua thì đã hơn uh, Bitcoin tới 70% đây là cái thông báo được đưa ra bởi Missouri Và các bạn thấy được là Chainlink trong vòng 7 ngày vừa qua đã tăng 68% Và chúng ta nhìn vào vị trí của đồng Chainlink hiện tại Để thuận trở về cái trang chính của CoinGecko Thì các bạn thấy được là khi chúng ta trở về trang chính của CoinGecko Thì uh, Chainlink bây giờ đã là đồng đứng hàng thứ sáu Đã đi lên và vượt nhiều đồng Các bạn thấy là qua mặt cả đồng Cardano Và bây giờ thì chỉ đứng sau lưng đồng Bitcoin Cash và chúng ta nhìn vào Chainlink từ đầu năm cho tới bây giờ đã tăng trưởng tới 700% so với lại BTC từ đầu năm tới bây giờ chỉ tăng trưởng có 61%. À, đây là liên quan tới đồng Chainlink. tôi muốn chia sẻ với các bạn và kế đó là khi mà chúng ta nói tới những cái đợt mà tấn công 51%, thì nhiều bạn mà mới tham gia vào thị trường này à, lại có câu thắc mắc là khi mà những cái hệ thống như là Proof of Stake, nghĩa là những hệ thống mà các bạn thấy hệ thống của đồng Cardano đi, đồng Cardano đã chuyển qua hệ thống Proof of Stake thì các bạn thấy là sau này thì Ethereum cũng sẽ triển khai di chuyển từ hệ thống Proof Work hệ thống đào hiện tại qua hệ thống Proof of -State. thì hệ thống Proof Work hệ thống đào là có một cái nguy cơ mà chúng ta cũng mới vừa nói tới chính là nguy cơ bị tấn công 51% phần để hiểu cách đơn giản đó chính là các bạn thấy là hệ thống đào thì nếu như ai đó có thể túc lũy được 55% cái tốc độ trên mạng lưới thì có thể là tự đào và sau đó tự cho mình là chuỗi dài nhất và có thể là chiếm lĩnh cái chuỗi ở trên hệ thống của cây đồng đó và trở thành cái chuỗi chính thức và sau đó họ có thể thực hiện những cái như là chi tư gấp đôi để kiếm được lợi nhuận tại vì họ nắm quá nhiều những tốc độ đào và thật ra nhiều người gọi là tấn công 51% nhưng mà như thường đã chia sẻ 51% là một cái con số tượng trưng các bạn có thể là tấn công với cái mức là thấp hơn như là 30% chẳng hạn nhưng mà cơ hội là các bạn càng có nhiều tốc độ đào thì cơ hội thành công tấn công càng cao thì nhiều người đã nói là nếu như vậy thì có phải là những hệ thống proof of stake hệ thống cổ phần sẽ không có cái vấn đề liên quan đến tấn công 51 phần hay là không thì điều này là cũng không phải tại vì đương nhiên là 51 phần trăm là một cái điều mà xảy ra trên mạng lưới đào nhưng mà trên mạng lưới staking thì nếu như mà một ai đó các bạn cũng nên nhớ là staking là các bạn lưu trữ đồng, các bạn gửi đồng vào cho mạng lưới hay là khóa đồng lại để các bạn có thể là dùng đồng đó để mà dùng làm uy tín khi các bạn mà giải quyết những cái giao dịch trên mạng lưới thì người nào mà càng có nhiều đồng trên căn bản sẽ càng có nhiều quyền lực ở trên mạng lưới Proof of Stake thì một trong những cái giả thuyết đưa ra là nếu như ai đó mà nắm giữ nhiều đồng do suy nghĩ lời tiêu nhầm đi thì họ có thể là có nhiều quyền lực thì người đó có thể là uh, thay đổi vị trí các khối chẳng hạn nhưng mà đây chỉ là những cái giả thuyết tại vì trên thực tế những mạng lưới như là Cardano chẳng hạn và sau này Ethereum họ sẽ có những cái cách giải quyết để mà không cho một ai đó mặc dù là có nhiều đồng Ethereum trong tay hay nhiều đồng Cardano trong tay cũng không thể uh, đưa ra những cái cuộc tấn công 51% trên mạng lưới staking được nhưng mà trên thực tế như thế nào thì chúng ta phải chờ đợi coi coi là mạng lưới staking mà lớn nhất là sẽ là bằng lưới nào và mạng lưới staking đó uh, có gặp những sự cố như thế nào Tại vì các bạn thấy được bây giờ tuy là có nhiều những cái đồng đã có staking Những cái đồng đã triển khai mạng lưới staking Nhưng mà những đồng đó là không phải những đồng có vốn hóa mạnh Đến nỗi như là vốn hóa của đồng Ethereum Cho nên chúng ta vẫn chưa có biết được là thách thức là sẽ như thế nào Tại vì các bạn thấy là tấn công mạng lưới Proof Work, mạng lưới đào 50% các bạn có thể tấn công vào những cái mạng lưới đào Mà có cái số lượng người tham gia đào ít hơn Thì dễ dàng tấn công hơn như là các bạn thấy là đồng Ethereum Classic Hay là những đồng nhỏ hơn Nhưng mà nếu các bạn muốn thực hiện cái cuộc tấn công 5 phần trăm trên mạng lưới mà mạnh hơn như là Bitcoin và Ethereum thì trên căn bản là rất là khó và thậm chí trong vòng 11 năm qua chưa ai thành công tấn công mạng lưới của Bitcoin và tốc độ đào các bạn có thể hiểu một cách đơn giản uh, như là một cái bao để mà bảo vệ mạng lưới tốc độ càng nhiều thì cái bao bảo vệ càng cứng và càng lớn thì bên ngoài nếu như người ta muốn tấn công vào thì phải tốn nhiều công sức hơn nhưng mà đối với mạng lưới Proof of Stake thì chúng ta vẫn chưa thấy có một mạng lưới nào đáng để cho một người nào đó tấn công trăm, cho nên chúng ta phải chờ đợi coi coi là khi mà những mạng lưới giả sử như là Cardano sau này có vốn hóa mạnh hơn hay là Ethereum sau này chuyển qua thành Proof thì lúc đó những người mà muốn tấn công tại vì họ có được lợi nhuận cao họ sẽ tấn công thành công khi mà họ tích lũy đủ cái số lượng đồng cần thiết để công, tấn công hay là không và những cái chế độ để mà cản trở người ta À, dùng cái đồng trong tay của mình để mà tính công mạng lưới cái chế độ đó có hoạt động được trong thực tế hay không đây là những gì mà chúng ta sẽ nhận được Tôi nghĩ đây trong thời gian một năm tới đây và đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và nếu như các bạn muốn nhận được những thông tin mới nhất thì các bạn nên theo dõi thuần capital trên những cái mạng xã hội các bạn bấm vào cái link ở phía dưới để tìm thấy những cái link chính thức như là các bạn thấy là link liên quan tới telegram facebook twitter hay là các bạn là một người giao dịch trên thị trường crypto này thì trước khi mà các bạn tham gia một sàn dịch nào thì các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới để tìm thấy những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thong Capido như là ưu đãi sàn NFX đây là một cái sàn margin uh, cho suy như các bạn đăng ký thông qua link của khác Capido các bạn có thể điền đơn, được bọn nhóm nhận hỗ trợ cũng như là các tín hiệu trên miễn phí hay là các bạn có thể tham gia vào sàn margin Bybit, sàn Binance, sàn Coinbase và công ty BlockFi. Đương nhiên tham gia vào trading crypto có nguy hiểm rất là cao tại vì thị trường này dao động rất là lớn cho nên không phù hợp với những bạn nào mà không chấp nhận nguy hiểm cao cũng như là các bạn tham gia vào những sàn margin thì nguy hiểm lại càng cao hơn các bạn hoàn toàn có thể là bị cháy tài khoản cho nên các bạn cần phải suy nghĩ kỹ trước khi mà tham gia vào những sàn margin hay là tham gia vào trading thị trường crypto này và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn